So you can walk a whole circle and then you go back. Nguyên vậy nữa, wow, that's a lot of walking. Yeah, that's not a lot. You kid, okay? Yeah, my kid. Can I compare the old man, okay? Okay. Yeah, you trap and then oh, big problem. And then you can't call for help. Yep. Ta muốn camping á, ta lờ lấy củi khô đây nè. Hả? Thấy không? Ướt hả? This is not a camping site. Yeah, it's not a camping site. Giống như alarm kêu. À, xe chóc mình cũng có alarm đi. Thôi, đi về, chắc ăn luôn. Đâu kìa. Dạ. Mất kêu rồi. I think it's okay. What? Why are we going here? I thought we were going back. Wow, there's someone with an alarm. What alarm? Alarm. So we keep going this way? Well, then you go one big circle or what? Yeah, big circle. Okay. Better. So where are we going? This way? Oh, mommy said follow the path. Unless you want to go here.
Dạ. Ồ, hồi nãy mình quay ngay cái bạn này mà bây giờ mình đã đi bộ qua được tới đây rồi nè các bạn. Đó, bạn này treo cái võng ở đây và có chiếc tàu ở đó. Khai dắt hả? Nè các bạn, là mình nhìn xuống đó, phía dưới mình đi bộ cũng được. Phía dưới mình đi bộ thì tay phải mình sẽ ngắm cảnh sông nước, tay trái thì có rừng cây. Nhưng mà ở dưới thì nó thấp hơn, mình thì đi trên đây. Ở trong đây toàn là rừng cây không? Dạ. Khác như với những cái cánh rừng khác á, thì ở đây mình toàn là thấy cây không, mà cây thì nó đã trụi lá rồi, thân cây thì màu đen, đen thui giống như là bị đốt vậy, bị đốt cháy, nhưng mà thật sự chắc không phải. Đây các bạn thấy không? Cây lá đã vàng rồi nè các bạn. Mùa thu đã đến. Lá vàng hết rồi. Lá vàng. Nó xanh rồi. Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. À. Cây này còn xanh. Cây này còn xanh. Tiếp phần thế ha. Dạ chưa. Yellow is the Asian tree. Oh. Từ từ thôi. Từ từ nó cũng phải vàng thôi. Okay, go up this way. You put your GoPro back already, right? Yeah. You said just a pond lake. It's just a pond. Just a pond. Like you said. Oh, look at this. A swamp. A swamp. Yeah. Swamp. Swamp lake. Dirty water. Oh. Dirty water. The grass is not as green. Yeah. It's dirty. Yeah. So. Ồ, khi mình đi đến cái khúc này đó thì có những cái cây khác rồi nè. Cây berry, những cái cây berry nhỏ nhỏ ở đây. Trời ơi, nó lan ra đã cười bớt rồi. Otherwise đi không được. Đi không được. Ở trong đây người ta phải mướn người làm ha. Thì chỗ này nó mới thông được người đi bộ. Người ta mới đi dạo trong đây được các bạn. Mình đi được hơn nửa cái pond, hơn nửa dòng rồi đó. Mình nghĩ giờ này chắc 4 giờ có. Ồ, ở dưới có một anh đang câu cá.
Ở dưới có cái anh mặc áo xanh đó các bạn, anh tây da trắng đang câu cá. Gù đau họ leo lên không được. Thank you.